Hả? Dễ mà. Bỏ tất tài gì trong cái ống nước nè, khắc lỗ nè, dựng đứng lên. Dài, anh ơi. Quá trời luôn, nó thôi.
bé. Cho dắt thì chụp đi. Vô đây mà lay chắc hết nguyên đám. Quá trời cơ kìa. Có người chơi đủ người không? Mấy thằng Mỹ đang ké luôn, tớp ké luôn rồi. Không biết cái gì hết. Biết đâu gì hết. Đi ra đi tớp ké đó. Bây giờ mình muốn ăn tớp ké, mình có canh cái đi gì của Campuchia. Cái mình canh cái ngày đó mình bay qua đó mình chơi. Tớp ké. New Year của Việt Nam, cái ăn ké. New Year của không biết Philippines, New Year ngày khác ra ngày cũng ngày đó. Cứ cầm mỗi nước có New Year nào khác khác cho mình đổi vô. Không mấy ông Mỹ thì cầm New Year Việt Nam. New Year nào cũng đi xong hết tiền lì xì. Rồng này dài dữ. Rồng này á bị giãn anh ơi, cái kéo nó không vậy. Đó. 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 Bác sĩ vậy. Dạ hả? Thoáng mát bờ sông.
bỏ mang. Che lại, che lại.
cái gì hôm nay hay chị giờ gì nữa em. Thấy anh cái chị quên thường thường Cali với bên Thiên Hà Thiên Nga rồi.
tại vì tha Nam Bộ rồi mới đi theo. Bây giờ là khi nào anh chị đi qua bản. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tính mua con cho nó ăn không? Con tên gì? Con tên Hoàng. Cô Hoàng. Bây giờ cô có ba chó, cô chia cho con bớt con chú chi nhiều chứ cô? Nó là bà. Nhà con có con nào chi con nuôi? Con nuôi con bự đi. Hả? Con nuôi con bự đi. Bự này bự đằng kia kìa. Thôi chó nhỏ không được. Sao vậy? Con nào khôn nhất á? Con nè đằng kia bự lắm. Vậy hả? Bự mà khôn này. Vậy hả? Không được. Thôi con thích chó nhỏ đó. Không được. Chó này cứ nằm mua trời. Vậy hả? Cái nhỏ đó mấy tuổi rồi cô? À, cái nhỏ này mấy tuổi rồi? Có 2 năm. 2 năm hả? Nó tên gì cô? Nó tên Ốc Tiêu. Hả? Tên Ốc Tiêu. Ốc Tiêu hả? Cô biết ông em đi chuồng nó dạng chịu đó. Vậy hả? Ta ăn cắp của em. Ăn cắp quá trời luôn. Mày biết cái đâu mà đi chuồng? Đó chị. Là nó có chó giống chó cô. Cô thay đổi con. Đi tên dạy là nó khóc luôn cô. Vậy hả? Em dạy đi một chừng đứng em chuồng nó về. Vậy hả? Em không có tiền. Ông giờ bán chó hả chị? Bao nhiêu cũng đi hả? Sao ông chó này làm gì mà cưng nó dữ vậy? Tại vì nó là đi hả? Tối ngủ chung nó không? Tối ngủ em giải đồ ra là nó leo đầu nằm. Ô gì hả? Leo đầu nằm hả? Nó nằm trên đầu á. Nó leo đầu quá đáng em nằm nó leo lên. Ô gì hả? Thì nó bước qua là leo con. Nó cho vui với nó là bà. Em không có một tiền có con chó bự ở đằng đó, cô dẫn đi mua được. Vậy hả? Tại vì con chó đó là của đội dân phòng cho. Nhưng mà em không có nuôi được. Em để nó qua Tết em đưa cho người ta kèm. Chó đó cho ha? Con chó đó cho, con chó đó đặng liền lắm không cô? À, cô nhìn mà cô mê liền. Vậy hả? Chó đực, chó sạch sẽ. Mấy chó này chó cái hay gì? Con chó này là một con này được nè. Hai con này là con này để là con này. Vậy hả? Con này em cho rồi nó chạy về. Đi chỗ đó mà không có đi ai. Xin mà. Còn con chó này là dứt khoát là không cho. Đừng. Bây giờ cô đừng phải em chơi tiền. Nhưng mà mơ tiền cũng mơ đúng cái gì của nó. Em chấp nhận đúng ngày 20 ngàn. Chuột về trả hết rồi. Lâu lắm rồi. Dạ cảm ơn cô. Chứ là chó mình bán nó nghèo lắm cô ơi. Chó bán nghèo hả? Dạ. Tại vì nó ăn nó nuôi đâu có nuôi. Nó đem nó đem. Em đập đầu nó đầu. Đập đầu nó ăn thịt đó. Còn con chó kia đây. Con chó kia để cho anh ta nó làm bữa. Dạ cảm ơn cô. Mua cơm cho nó ăn. Dạ. Ôi, cô hiểu rồi. Cô ghen. Hả? Giờ cô có nuôi bắt nó trả lại vậy. Giờ cho con chó này không được. Nó dở cái chị chứ em đâu có ở đây đâu. Con chó mà chị bên nãy giờ cái cô đẹo thì em cũng có thật là không cho được. Nó là mặt máu của em. Mạch máu hả? Dạ. Thôi mạch máu mình cắt đứt mạch máu. Không được. Cắt đứt em chết. Dạ. Thôi cái cô vui vẻ. Chúc cô ăn năm mới với bán tài. Dạ. Chúc cô chú vui vẻ. Chứ không chịu cắt đứt mạch máu hả? Không được. Cái đứa em giàu nuôi ba đứa con với em cháu hoài. Cháu hoài 25 cháu hoài. Thôi vậy hả? Dạ. Nó đẹp trai. Ok thôi cảm ơn chị nha. Dạ. Chúc chị năm mới giờ sức khỏe. Dạ. Chúc cô vui vẻ. Thôi. Bạn nè, bạn nè. Nó mang ngô đó cô, dễ đi chứ. Ai lấy cũng đòi đó. Ai lấy cũng đòi bắt nó, không được. Thân rồi đâu có đâu có chị em gái không nên
anh gì qua mất tiêu rồi đó. Anh Dũng đúng không? Anh Dũng. Có hết của ai? Hai chồng là hai quá trời hai luôn. Cốp. Về đây cho cái nào có cái sạc chứ. Rồi, chị nói mà. Cho chị lên luôn đi. Thôi. Chỉ giờ đang ăn kiêng, chứ không có cho giống lên. Để lâu lâu lên YouTube cho vui. Ủa nhà của Phượng là ở đâu quên rồi, Gò Công hay là... Ở Tiền Giang. Ở Tiền Giang hay gì đó, đúng rồi. Anh là ra mới là. Biết con vô đại học hết rồi phải không? Trời ơi, đó. À, cho ai cơm là biết anh Hùng thì anh Hùng đó. Anh Hùng giờ anh về. Không nào á. Không nào, đúng rồi. Điều mới rồi, đi có vợ. Ủa, anh có vợ rồi. Trời ơi, đi có vợ mà nghe bà chị bà nói á, trời ơi, cái đô đó cũng là cũng ngủ thử anh đêm xong ngủ xong rồi ta chạy luôn. Em không biết. Thì nhiều khi người ta sống nó bỏ giờ ta cũng hay bị vậy. Không biết đêm đó anh làm gì mà sáng lên ta chạy luôn, ta từ chối luôn, không biết làm gì. Mai mốt ai quỷ. Chắc quá, ta quá rồi, ta nhiều không nổi, mình đâu biết đâu. Hả? Anh quá, quá, sao? Ủa, còn cái anh gì mà có cái cô vợ mà ảnh ở với ta xong ảnh giờ bển ảnh bị chi ở bển luôn, ảnh không có đi làm được mười mấy năm á được. Dạ. Rồi giờ cái cô đó là đi làm bình thường nhưng mà ảnh ở đâu có đi làm đâu có cô nào ta, tại nhiều cô quá em nhớ nè. Có cái anh nhiều quá em biết không có nhiều quá xong quen cái cô đó rồi cái cô đó có bầu để nó con ảnh ra bển cho ảnh mà rồi sao lấy ai có hai đứa con có hai bạn và cái cô vợ thì đang mới lớn lên cũng vớt xong bỏ chạy rồi. Vớt đời người ta bỏ chạy nãy cái bà xã nói ủa sao ai giống Phượng Ali quá vậy anh hả nói ủa Phượng Ali đó chứ ai cũng còn đang không dân thấy anh Dũng nữa là biết rồi đúng rồi. Đó, anh Hào anh ăn đây thường không anh Hào? Anh mới ăn lần đầu luôn nhưng mà ngon, tại anh muốn ăn cái gì hả? Tại anh đi ngang đi làm về đi ngang đây lần tiên luôn. Thấy đắt lắm, lúc nào cũng nắng vậy đó nha nó. Thấy đó. Bố em chạy lúc nào cũng gấp đôi vậy đó nha nó. Lúc nào cũng chạy xe giống này chứ mà cái nó thôi để hôm nay mệt mệt hai chồng ra đây ăn. Ăn xong bắt đầu tiếp tục đi cho chùa tại vì ba má mất để trong chùa á. Có dụng người chứ là đeo dụng người. Anh Hào chắc cỡ cái anh Dũng. Anh Dũng là 66 không? 64 hả? Là lớn hơn Hào 5 tuổi. Tiền đâu ơi. Anh là 69. Đó. Nhưng mà vẫn lớn hơn cô Hưởng này. Nhớ cô Hưởng này đâu là như là 78, 51 hay 51, 51. Có vẻ nhỏ hơn anh đúng không? Anh giá luôn á. Giỏi quá, hai chồng giỏi quá. Rồi thôi, vô nhà xã về rồi. Phải cảm ơn anh Dũng. Chắc tao mặc 10 ngày nữa anh mới coi này được. Dạ. Rồi em về đây máy em bị hơn rồi. Em bỏ liền có được. Có 10 ngày sau á, anh sẽ có trên mạng. Dạ. Rồi cảm ơn hai chồng.